Các bạn thân mến, bữa nay chúng ta sẽ đi xem một căn nhà mặt tiền đủ nội thất luôn. Vị trí đẹp nha, vừa ở vừa buôn bán được, mà lại còn gần hai địa danh du lịch nổi tiếng ở Tây Ninh nữa, là Núi Bà và Tòa Thánh á. Giá thì chưa tới 2 tỷ, chưa tới 1 tỷ 7 luôn. Nằm cách khu chợ Bầu Năng này á, là khoảng cây số nè. Nhà thiết kế đẹp, ngang 6 dài 21, hướng Bắc, full thổ cư, có 2 phòng ngủ, sân vườn giếng trời bên hông, thông với lại sân đậu ô tô phía trước. Đặc biệt đằng trước nhà là con đường nhựa lộ giới tới 20 m, tên là đường Trường Chinh. Ở đây thuộc ấp Ninh Phú, xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, nhưng giáp ranh với lại thành phố Tây Ninh. Hướng này mình đi thẳng là ra đại lộ Điện Biên Phủ, hướng về Tòa Thánh hay Vincom đều được. Nhà cách Tòa Thánh 3 cây, cách Vincom Tây Ninh là 7 cây. Khu vực này dân cư rất đông và nhiều tiện ích. Đây là tỉnh lộ 781 nè, bên đây là chợ Bầu Năng, nhà cách chợ là khoảng cây số à. Hướng này thì mình ra vòng xoay cầu K13, tỉnh lộ 784, đi Núi Bà hay về Sài Gòn đều được. Nhà cách Sài Gòn An Sương 77 cây, cách khu du lịch Núi Bà 6 cây. Ở đây là còn có dự án đường xuống cao tốc Hồ Chí Minh Tây Ninh nữa, cách nhà có vài trăm mét. Mình báo luôn giá mà gia đình chú Hai chủ nhà kêu bán là 1 tỷ 669 triệu, tặng hết nội thất cho mình luôn. Nhà là giấy tờ hợp lệ đầy đủ, có hoàn công thể hiện thông tin nhà trên sổ nữa, ngon lành luôn. Bây giờ mời bà con mình tới xem hiện trạng nhà và coi coi đây có phải là căn nhà mơ ước của mình không nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Chào mừng anh chị đến với Cúp Hào, cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy nhập khẩu uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Honda SH, Vectra, Honda Super Cup 50cc, Super Cup 110, Super Cup 125, Honda Dash ST 125, bản tiêu chuẩn, bản 1978, bản Trail Sport. Nhà có bộ cửa đẹp quá các bạn. Nhà mặt tiền mà mặt tiền cũng đẹp nữa. Đây, con đường lộ giới tới 20 m. Chỗ này vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, ngon luôn. Bên đây là mình thấy là bà con người ta cũng buôn bán khắp luôn nè các bạn. Sát bên nhà là có tạp hóa nè. Rồi bên này là một cái cơ sở kinh doanh in ấn. Hướng này mình chạy xuống là người ta buôn bán nhiều lắm nha, quán xá đa ngành nghề luôn. Đường này thì cứ chạy thẳng khoảng 3 cây là mình ra Điện Biên Phủ ha. Đó, đường thông hết, thẳng cái là về Vincom được. Còn hướng bên này đó là dòng ra tỉnh lộ 781 bạn nha. Ở đây nhà cửa dân cư nhiều và cũng rất là khang trang các bạn. Đủ tiện ích, dịch vụ karaoke, giải trí, sân banh, sân bóng chuyền rất là nhiều. Mặt tiền 6 m cũng lợi thế ha. Vừa ở vừa kinh doanh buôn bán quá tiện lợi. Này cửa làm như biệt thự các bạn. Cột rồi, cột đúc nha. Đèn tân cổ điển. Mình có hai lối ra vô. Này, mình vô cổng nhỏ ha. Bên trong là khoảng sân đậu ô tô cũng ok luôn các bạn. Ở trên là có mái che tôn khung sắt nha. Thiết kế bên hông là có sân vườn. Nhà là như chữ L vậy đó. Hai sân trước và sân bên hông là thông nhau. Con chào chú Hai nha. Dạ. Đây gửi chú cái mic để giao lưu với chú tí xíu. Nhà dễ thương hết chú Hai. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mấy cột là đúc hết nè. Dạ. Mặt tiền có khung tranh. Dán gạch bóng kiến hết. Cửa 6 cánh. Cây kiển rồi xích đu nội thất là mình để lại hết hả chú? Cái này để lại hết cho những anh chị em nào có duyên á. Dạ. Dạ, về đây tặng đây. Cây kiển nội thất rồi xích đu rồi các thứ rồi. Chú cháu mình vô xem dạ, bên trong dạ. Chút ha chú dạ, Hai. Dạ, dạ. Dưới sàn là lát gạch bóng kiến khẩu 60 nha. Dạ. Bên kiếm. Trong phòng khách nè. Dạ. Phòng khách khoảng 25 mét vuông ha. Dạ. Trên là trần thạch cao, đóng hộp, cửa sổ thông với lại sân bên hông. Nội thất là có đầy đủ. Dạ. Bàn ghế, tivi, dạ. Ở trên tường là khung tranh. Dạ. Tranh này cũng đẹp nữa nè. Tranh này là tranh đá. Tranh nổi ha. Dạ. Rất là đẹp. Này, chào cô. Dạ. Gạch dán tường là cao tới 2 mét lận. Dạ.
Rồi bên trong mình sẽ có hai phòng ngủ. Dạ, hai phòng ngủ. Có nội thất đầy đủ luôn nha. Dạ. Này, cái giường còn rất là mới. Đó, đồ cô chú dọn sẵn luôn rồi đó. Dạ. Bên này phòng ngủ thứ hai. Đó, bàn trang điểm. Rồi tủ kệ. Giường nệm là còn mới nguyên. Sân vườn Minh Hông là có hai cửa thông ra ngoài nè. Đây. Đi ra đằng trước nè bạn. Ở trên có gắn khung lam lấy sáng che nắng mưa ha. Dạ. Nhà làm thiết kế rất là thoáng nha các bạn. Đó, đằng sau phòng ăn, nhà bếp gọn gàng ha. Đồ đạc rất là nhiều luôn. Tủ lạnh mình cũng để lại hết luôn hả chú hai? Dạ, tủ lạnh để lại luôn. Dạ. Dạ. Bếp có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Mặt đá qua cương. Xịn luôn. Chậu rửa cũng bằng đá. Có máy hút mùi nữa. Nhà rất là thoáng. Máy hút mùi chưa xài. Dạ, chưa xài luôn. Còn tem luôn. Dạ. Còn đây, bên trong phòng tắm, nhà vệ sinh. Dạ. Đó. Riêng biệt, ở trên là đổ đan ha. Dạ. Bồn cầu trứng luôn. Nhà có máy năng lượng mặt trời luôn hả chú hai? Dạ, dạ. Nhà công năng đầy đủ, cũng dễ thương quá. Giờ cô chú sao ý định định bán? À, tại nói chung là lấy tiền hỗ trợ cho con á, mà nó ở Sài Gòn á, hỗ trợ vốn cho nó, ít vốn rồi đó, làm ăn. Dạ. Dạ. Chứ ở đây thì nói chung á là cũng mình cũng tâm huyết muốn định cư ở đây, nhưng mà có một cái là giờ con nó cần vốn quá rồi, cái mình bấm bụng mình sang nhượng cho anh em nào mà có duyên á. Dạ. Để lấy vốn rồi hỗ trợ cho nó một ít, nó làm ăn. 1 tỷ 669 dạ. triệu. Dạ, không dạ. phát sinh gì hết, tặng dạ. full nội thất, nhà dạ. cửa là giấy tờ đầy đủ. Dạ. Có giấy phép hoàn công, thổ cư là full 100% luôn. Sổ sách nghiêm chỉnh. Ở đây có thêm một cái giấy tiếp nhận trả kết quả để mà mình lên hoàn công. Hoàn công cập nhật nhà vô khi bằng nhà ở đất ở đó. Cập nhật vô trên vô sổ luôn. Anh chị em nào mua là khi ra sổ mới là có thông tin nhà trên sổ dạ, luôn. Dạ. Đây sơ đồ đất nè các bạn. Đường thể hiện lộ giới 20m ha. Dạ. Nhà là hướng bắc nè, dạ, là tây không đáng kể nha. Dạ. Mặt tiền 6m, ở sau cũng 6m vuông vức. Thì hai cạnh hai bên cũng đều các bạn. 20,70. Như là 21m đó. Thửa đất này là số 437 thuộc tờ bản đồ số 35. Ở đây ấp Ninh Phú, xã Bò Năng, huyện Ninh Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích nhà đất là 124m2. Chỗ hồng riêng, thổ cư là 40m2 nè. Nhưng mà ở đây là chú hai là lên full thổ cư luôn các bạn. Thì sau khi trừ lộ giới là lên full thổ cư nha. Tiềm năng khu này còn thể hiện rất rõ trên sơ đồ quy hoạch nữa các bạn. Đường là ô cờ, xung quanh là trường, chợ đầy đủ hết ha. Đây có một cái con đường lớn nè, đây chính là cái đường xuống của cao tốc Gò Dầu Sa Mát, cao tốc Hồ Chí Minh Tây Ninh, chuẩn bị hoàn thành năm 2027 nữa các bạn. Ra ngoài chợ Bầu Năng này là khoảng cây số nè. Chúng ta sẽ đi tới nhà chú hai từ khu vực cửa chính môn tòa thánh Tây Ninh này nha các bạn. Ở đây có siêu thị Go rất là tiện lợi nè. Hướng sau lưng mình là về chợ Long Hoa, ra quốc lộ 22B nha. Còn đường phía trước là cách mạng 8. Nếu quẹo trái 4 cây nữa là mình về tới Vincom. Bây giờ mình quẹo phải là hướng về Ủy ban xã Bầu Năng. Bên phải là khuôn viên tòa thánh, rất rộng nha các bạn, hơn cây số vuông luôn. Có tới 12 cửa ra vô. Phía trước này là khu vực cửa Hòa Diện. Bên trái là hướng ra đại lộ Điện Biên Phủ. Hướng đó cũng là một hướng đi lên núi Bà. Mình đi khoảng cây số tới đèn đỏ đầu tiên, có cây xăng số 53 là đường Trường Chinh. Quẹo phải thẳng vô 3 cây số là tới ha. Còn đây là mình đi đường tỉnh lộ 781 từ tòa thánh Tây Ninh
chạy 2 cây số là tới ủy ban xã Bầu Năng, nằm bên trái nè các bạn. Ngay khu vực ngã ba Bầu Năng này có nhiều tiện ích như là Bách Hóa Xanh, điện máy xanh, thế giới di động và rất là nhiều nhà thuốc và phòng khám tư nhân, có cả nhà thuốc Long Châu nữa. Hướng phải là đường vào cốp Chà Là, đi ra tỉnh lộ 784 về khu công nghiệp Chà Là. Đi tiếp 300m nữa là mình tới chợ Bầu Năng. Chợ này là bán từ sáng tới chiều luôn. Kế chợ là còn có trường mẫu giáo, trường tiểu học, trạm y tế. Chạy tiếp 300m mình đi ngang qua cây xăng Hoàng Dung thì quẹo trái vô 400m là tới đường Trường Chinh. Ở đây là khu vực bàn cờ nên anh chị em là cứ quẹo trái là đều dẫn tới nhà được nha. Mình cũng báo luôn số điện thoại liên hệ với chú Hai chính chủ là 0787434603, 0787434603. Giá toàn bộ nhà đất là 1.669.000.000, không phát sinh, tặng hết nội thất. Ra sổ là có thể hiện thông tin nhà đất luôn nha các bạn. Cả nhà mình nghĩ sao về căn nhà này, khu vực này, hãy để lại quan điểm hoặc góp ý bên dưới video, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nha. Còn bây giờ tới nhà rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.